Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, một đầu bản tin hôm nay là thông tin tổng hợp về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Thanh Hóa. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, đến nay tất cả 23 trường hợp F1 đều đã có kết quả xét nghiệm từ 2 đến 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2, đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung và đang được tiếp tục theo dõi cách ly y tế tại nhà hơn 300 chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào Thanh Hóa để làm việc đang được cách ly tại các khách sạn trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã có kết quả xét nghiệm lần một âm tính với virus SARS-CoV-2. Thanh Hóa hiện có 667 trường hợp đang được cách ly tập trung, trong đó có 4 trường hợp nghi nhiễm được cách ly tại các bệnh viện. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương truy tìm 3 đối tượng là nam giới, người Trung Quốc, có độ tuổi từ 25 đến 30 tuổi, nhập cảnh trái phép vào tỉnh Thanh Hóa. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ khu vực biên giới đường bộ, đường biển tại khu vực cửa khẩu, đặc biệt là các đường mòn lối mở, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng nhập cảnh trái phép. Trong 2 tháng năm 2021, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 23 bệnh viện chưa cập nhật kết quả tự đánh giá bệnh viện an toàn theo tiêu chí bệnh viện an toàn COVID-19 trên phần mềm trực tuyến của Bộ Y tế. Theo quy định của Bộ Y tế, định kỳ hàng tháng các bệnh viện phải tự đánh giá bệnh viện an toàn COVID-19 và cập nhật trên phần mềm trực tuyến của Bộ Y tế, đồng thời giá soát các vấn đề không an toàn và các nguy cơ được phát hiện trong quá trình đánh giá, khắc phục, điều chỉnh những tồn tại hạn chế. Tuy nhiên, trong tháng 2 năm 2021, có tới 23 trên tổng số 55 bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chưa thực hiện quy định này, trong đó có 13 bệnh viện công lập và 10 bệnh viện tư nhân. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc quy định tự đánh giá hát bệnh viện an toàn COVID-19. Những đơn vị chưa cập nhật phải khẩn trương tự đánh giá và cập nhật lên phần mềm của Bộ Y tế. Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khó lường như hiện nay, việc kiểm soát người ra vào bệnh viện bằng biện pháp khai báo y tế là bắt buộc để tạo thuận lợi cho người dân và bệnh viện. Một số bệnh viện trên địa bàn Thanh Hóa đã triển khai ứng dụng khai báo y tế bằng QR code. Cùng với việc lắp đặt hệ thống máy đo thân nhiệt tự động thì bắt đầu từ ngày 22 tháng 2, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã triển khai ứng dụng khai báo y tế bằng mã QR code cho tất cả người dân vào bệnh viện. Với điện thoại thông minh có kết nối internet, người dân đến bệnh viện có thể dễ dàng truy cập link của bệnh viện hoặc quét mã QR code do bệnh viện cung cấp để khai báo y tế. Trong những tuần đầu triển khai ứng dụng khai báo y tế mới, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường lực lượng hướng dẫn người dân thực hiện Trường hợp bệnh nhân và người nhà không có điện thoại di động thông minh, bệnh viện sẽ có điện thoại di động hoặc máy tính hỗ trợ khai báo tại chỗ. Một tiện ích khác của ứng dụng khai báo y tế bằng mã QR code đó là người dân có thể thực hiện khai báo y tế điện tử tại nhà. Khi đến bệnh viện chỉ cần đo thân nhiệt và xuất trình mã QR code, việc triển khai ứng dụng khai báo y tế bằng mã QR code giúp người dân giảm thời gian chờ đợi, giúp bệnh viện sàng lọc nhanh, phân luồng kịp thời để kiểm soát lây nhiễm COVID-19. Đồng thời có cơ sở dữ liệu để truy vết giám sát khi cần không chỉ quản lý tốt đường biên mốc giới, kể từ khi có dịch Covid-19 đến nay, các cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa còn góp phần quan trọng cùng các cấp các ngành ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Ở độ cao trên 1.000m so với mặt nước biển, nằm sâu trên tuyến biên giới, mặc dù gặp nhiều khó khăn gian khổ, nhưng cán bộ chiến sĩ ở điểm chốt mốc 309 thuộc đồn biên phòng Pù Nhi huyện Mường Lát vẫn luôn quyết tâm bảo vệ vững chắc biên cương, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Thì, à, chúng tôi đã xác định rõ chức trách cái, cái chức trách nhiệm vụ mà trên giao cho là tuần tra kiểm soát người ra vào à, và tổ chức canh gắt đảm bảo và người đi qua lại ở đây là chủ yếu là đi làm nương làm rẫy và chăn chăn nuôi. Thì chúng tôi hàng ngày là cũng đăng ký người qua lại. Cho nên là tất cả mọi cái phương tiện là người này chúng tôi đều kiểm soát chặt chẽ và có tên tuổi và danh sách Thanh Hóa có đường biên giới trên bộ dài hơn 213 km với nhiều đường mòn lối mở tiếp giáp với tỉnh Hủa Văn nước bạn Lào và 102 km bờ biển. Thời gian qua, bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai 29 chốt kiểm soát dịch COVID-19, 9 tổ kiểm soát lưu động và 9 trạm kiểm soát liên hợp. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt vô cùng khó khăn, nhưng ở tất cả các chốt trên tuyến biên giới và tuyến biển, các cán bộ chiến sĩ thuộc bộ đội biên phòng Thanh Hóa vẫn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa vào vận hành hệ thống phản hồi Thanh Hóa trên các nền tảng website, Facebook, Zalo và ứng dụng trên thiết bị thông minh. Sau một năm triển khai, hệ thống này trở thành kênh thông tin đa nền tảng hữu hiệu, kết nối người dân, doanh nghiệp với các cơ quan đơn vị tốt hơn, nhanh hơn và tiết kiệm hơn. Sau một năm triển khai, đến nay, hệ thống phản hồi thanh hóa đã tiếp nhận hơn 120 phản ánh kiến nghị, trong đó tỷ lệ phản hồi đúng hạn lên đến hơn 96%. Để hoàn thiện thêm chức năng của hệ thống phần mềm phản hồi thanh hóa, đặc biệt là trong việc đẩy nhanh thời gian tiếp nhận, trả lời phản ánh của công dân, từ tháng 3 năm 2021, hệ thống này đã cập nhật thêm chức năng thông báo ý kiến của người dân đến điện thoại của cán bộ phụ trách quản lý phần mềm tại các cơ quan đơn vị tôi sẽ mở rộng cái tính năng là nhắn tin nhắn đến các cái số điện thoại cho cái người tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị để kịp thời giải quyết các cái phản ánh kiến nghị đó. Và đồng thời là chúng tôi là sẽ kết nối đồng bộ với cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và có thể cũng xác thực thêm các cái tin nhắn qua cái OTP. Để hệ thống phản hồi thanh hóa hoạt động hiệu quả, cơ quan quản lý khuyến cáo người dân doanh nghiệp đăng gửi các ý kiến kiến nghị chính xác, tuyệt đối không đăng tải các thông tin giao hàng, quảng cáo và các nội dung xấu độc, nặc danh phu khống. Hệ thống sẽ không tiếp nhận các thông tin khiếu nại tố cáo do các thông tin này cần được thực hiện theo đúng quy định gửi khiếu nại tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Bản tin 18h30 sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước và được chúng tôi cập nhật. Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định mở cửa khai thác trở lại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn từ hôm nay sau khi đã đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo hoạt động bay. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định đóng cửa tạm thời cảng hàng không này để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh sau khi một nhân viên an ninh sân bay làm ở bộ phận giám sát hình ảnh camera được xác định dương tính với COVID-19. Trong hôm nay, các hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet cũng đã khôi phục lại các đường bay thường lệ đến và đi tại Vân Đồn. Công an thành phố Hà Tiên tỉnh Kiên Giang vừa tạm giữ hai anh em ruột Trịnh Đình Hào và Trịnh Đình Phú, ngụ tại xã Thuận Yên, thành phố Hà Tiên để điều tra vụ cướp ngân hàng. Theo đó, vào lúc 16 giờ 10 phút chiều qua, tại một chi nhánh ngân hàng ở Hà Tiên có hai đối tượng nam đi xe máy đến phòng giao dịch. Khi gặp nhân viên đang làm việc, một trong hai đối tượng lấy ra vật màu đen giống súng với ý định uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp. Nhiều nhân viên ngân hàng hoảng sợ chi hô và tháo chạy. Sau đó hai đối tượng đã bỏ lại xe máy, chạy vào đường Nguyễn Thần Hiến thì bị người dân bao vây bắt được. Công an phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã tạm giữ hai xe Mercedes-Benz cùng mang biển kiểm soát 30E48816 để xác minh làm rõ xem xe nào đúng biển số, xe nào lắp biển số giả để xử lý. Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hai chiếc Mercedes cùng màu sắc và cùng biển số trên đường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Được biết, biển số 30E48816 cho hệ thống đăng ký là của ô tô Mercedes-Benz sản xuất năm 2011 và đăng ký lần đầu vào tháng 2 năm 2012. Chủ sở hữu là một công ty trách nhiệm hữu hạn có địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự để điều tra 7 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, chị Nguyễn Thị Cầm, chú tại phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, trong thời gian làm việc tại tỉnh Bình Dương có mượn của Đỗ Đình Hoàng và Lê Văn Tài 30 triệu đồng theo hình thức trả góp trong vòng 2 tháng, tính cả lãi, số tiền lên đến 50 triệu đồng. Do chị Cầm không có khả năng chi trả nên Hoàng và Tài và năm đối tượng mang theo nhiều hung khí đến nhà của chị Cầm ở thành phố Long Xuyên để đòi nợ. Nhóm đòi nợ thuê đã phá đồ đạc của chị Cầm và lấy đi một xe mô tô hiệu Vario trị giá hơn 44 triệu đồng. Gia đình chị Cầm trình báo công an và lực lượng chức năng đã kịp thời đến ngăn chặn. Sau gần 2 tháng điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố Dương Tấn Hậu, bệnh nhân COVID-19 số 1342 là nam tiếp viên hàng không Vietnam Airlines về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Cơ quan chức năng xác định vụ việc này ngoài thiệt hại vật chất còn thiệt hại phi vật chất, đó là ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 2.000 người tại thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm 861 người phải cách ly tập trung và 1.400 người cách ly tại nhà. Ngoài ra, trong vụ án này, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn tới cấp có thẩm quyền đề nghị xử lý các sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung của hãng hàng không Vietnam Airlines. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18h30 tại địa chỉ website truyền hình thanh vn Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin được gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18h30 ttva.gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.